Rồi là sau đêm đấy, khi mà quyết định quen nhau rồi, thì Sang còn băn khoăn gì về cái quá khứ của Kiệt không? Em không hỏi, nhưng mà ông tự biết sắp xếp. Thì sau cái đêm mà hai đứa em đêm định mệnh, cái tính của em là đó là em phải chịu trách nhiệm, y như là mình một người đàn ông mà chị. Hai đứa đều rất có trách nhiệm luôn. Quyết định quen vợ em là chính thức. Vợ em bây giờ là người cuối cùng rồi, em không muốn tiếp tục với một ai khác nữa hết. Em không nghĩ là mọi thứ nó lại tiến triển cho đến tận bây giờ luôn. Có lẽ cái tình yêu của tụi em nó duy trì đến tận bây giờ có phần lớn là do cái tư duy của em. Em đã đổ vỡ một lần, tại vì em đã có gia đình, tại vì em đã có gia đình. Ủa vậy hả? Em có gia đình luôn hả? Có gia đình. Là em cưới vợ. Đúng, em có vợ. Có, em có con không? Có một bé trai. Ồ vậy hả? Sau khi quyết định ly hôn á, em mới bắt đầu chính thức quen này luôn. Ban đầu á, cái tình cảm của em nó chưa có nhiều, nhưng mà do cái sự chân thành của ông này nó rất là lớn. Từ cái khoảng thời gian trước khi quen ông này cho đến rỡ về trước á, em chưa thấy sự hy sinh của bất cứ người nào dành cho em hết. Chỉ cần em nói cái gì là có cái đó. Những cơm bưng nước rót tất cả mọi thứ là ông rất là quan tâm em. Chỉ cần em nói một câu là mình chia tay đi, thì ông lập tức rớt nước mắt liền. Ông nói là em muốn cái gì cũng được, chỉ cần em đừng nói những câu đó thôi. Anh nghe Sang trình bày mà anh thắc mắc quá, là trước đấy Sang có tình cảm với con gái, lấy vợ và sinh con, thì tại sao sau đấy Sang lại có tình cảm với con trai? Có phải là do cái tác động lên tâm lý của Sang không? Có nghĩa là Sang không cảm giác là muốn quen con gái nữa vì nó có quá nhiều nỗi buồn. Em không quan trọng lắm về con trai hay là con gái. Chỉ cần sống với nhau hạnh phúc, mình biết hiểu nhau, mình thông cảm cho nhau, đặt mình vào đối phương hoặc là mình hy sinh vì nhau. Nói chung mình sống mà mình hiểu nhau được á, thì mình đi đến cuối đời được. Kiệt có phải là người con trai đầu tiên của em không? Người con trai thứ hai. Thứ hai. Okay. Chắc chị hỏi là lý do em lấy vợ, hai người có tình cảm với nhau hay là do sự đặc đệ của gia đình? Có tình cảm. Có tình cảm trước phải không? Quen bao lâu thì mình mới cưới? Quen một năm. Nhưng mà khi mà em bắt đầu quen Sang và cái bạn nam trước Sang nữa, thì ở gia đình em hay là ở người vợ cũ họ có phản ứng gì hay không? Không, vậy em không nói gì hết. Còn gia đình em thì có nhiều lần mẹ buồn á, mẹ có nói là mẹ thương con. Con sống sao mà con cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần em vui là mẹ chịu được. Còn về mối tình cảm á, thì em lớn mẹ để cho em quyết định. Cái thời điểm khi mà em quen một người con trai đó, thì em có nói trực tiếp với mẹ em không? Em chưa từng nói trước mặt mẹ. Mẹ ngầm hiểu tại vì hai đứa về ở chung nhà năm mấy rồi. Hai đứa sống như vợ chồng luôn, chỉ là chưa có làm đám để công bố với mọi người thôi. Nhưng mà dòng họ hai bên thì ai cũng biết hết. Ai cũng biết hết. Rồi cho anh hỏi về câu chuyện come out của Kiệt đi. Nó khó khăn nhiều không em? Khi mà em còn rất là trẻ như vậy đó. Ba em với mẹ em thì cũng thoải mái về cái chuyện này. Hồi đó ba em cũng có đi chơi chung với một người trong cộng đồng LGBT. Ba em thông cảm cho em, hiểu cho em. Mẹ em á, thì có lần em chở mẹ em đi công việc, mẹ em có nói nhỏ với em á, là con muốn quen ai cũng được, trai cũng được, gái cũng được, miễn là con lo cho gia đình, con cảm thấy hạnh phúc là mẹ vui rồi. Em cũng dẫn vợ em về chơi mấy lần, ba mẹ em cũng có cảm tình. Nhưng mà hai đứa sống chung kiểu như là không hiểu nhau, nên gây gổ nhau nhiều quá, ảnh hưởng tới hai bên gia đình. Rồi hai bên gia đình từ từ mất cái cảm tình của hai đứa. Hiện tại hả cứ? Thì đúng rồi, hiện tại. Hiện tại. Có nghĩa là hai đứa là gây gổ như thế nào, cãi giả hay sao? Khi làm việc chung với nhau, cái tánh ông rất là trẻ con. Ông cứ ghen em với tất cả mọi người trong công ty, không cần biết là ai. Chỉ cần người đó đến gần em khoảng cách như vậy thôi, khoảng như em với chị Lộ thôi, là ông đã ghen liền. Mặc dù là công việc của em phải tiếp xúc với người đó, thậm chí đến tận bây giờ em là quản lý, đào tạo nhân viên mới, ông cũng không cho luôn. Và từ đó nhưng là mà khi mà mình cãi nhau á, mình có nặng lời hay là mình lớn tiếng đến nỗi mà ảnh hưởng đến có người chửi thề hay đánh nhau không? Đại khái vậy. Có lần ở trong công ty cũ á, tại vì em làm ở công ty đó lâu, cho nên là em quen những người cấp trên, chủ nhiệm luôn. Những lần tụi em gây gỗ đánh nhau trong công ty á, thì chỉ đều phớt lờ cho qua hết. Cái xưởng khu công nghiệp của em là rất là lớn ở tỉnh của em luôn, cả nguyên công ty đều biết tụi em luôn. Biết không phải vì hai người quen nhau mà hai người đánh lộn. Đúng rồi. Cho chị hỏi mỗi lần mà cãi nhau đánh lộn, ai là người đánh trước? Lúc ban đầu thì vợ em nhịn, em không quánh. Sau này thì em mới... Thế nhịn hoài làm tới, quất luôn. Sau này em mới lỡ tay đánh thôi. Không có lỡ. Không có lỡ.
Nhưng mà chị nói thiệt nha, chị không đồng ý lúc nào khi một mối quan hệ thứ nhất là dùng vũ lực để duy trì. Cộng đồng mình đang hướng đến một cái môi trường thật là văn minh cho những cặp đôi để chúng ta có cơ hội nhiều hơn để come out với gia đình, để xã hội cởi mở hơn. Mà tự nhiên cái mình quen nhau đã được rồi, mình đấu tranh, mình làm đủ thứ hết trơn, đã gì mình đánh nhau. Cho nên á, ở đây là chị cũng không khuyên, bởi vì mọi người đã trải qua giai đoạn đó là mọi người cũng biết tác hại của việc đó rồi. Thì nãy em có nói là dẫn đến mâu thuẫn luôn cả hai gia đình luôn. Thì cái điều đó là chị nghĩ là mấy đứa đã lường trước được tất cả những thứ mình đã làm rồi. Ủa tại sao vẫn còn đánh nhau? Tại vì ổng không có biết hậu quả. Em đã từng trải rồi. Em biết hết tất cả. Và em đã nói cho ổng nghe rất rõ ràng là khi mà mình như vậy nó sẽ như thế nào. Ổng không quan tâm. Em luôn hỏi ổng là: anh ơi, cái lý do gì mà dẫn đến cái suy nghĩ mà anh không cho em lại gần người này? Người này người ta đang có chồng, người ta làm kế bên luôn. Cho chị hỏi rồi, vì sao? Bọn anh hiểu câu chuyện rồi, nhưng mà bọn anh rất muốn nghe Kiệt giải thích tại sao. Tại sao? Tại vì vợ em á là đã có vợ rồi, là con gái. Là con gái hay là con trai gì em cũng ghen hết trơn. Có nghĩa là em khó chịu vậy thôi hả? Dạ đúng rồi. Em có thấy cái điều gì trái khuấy trước mắt em, ví dụ như là Sang nắm tay cái người kia hoặc là ôm người kia không? Không. Ồ gì, lấy lý do gì ghen? Tại vì em hiểu khó không? Chịu em. Không, mình đừng khó chịu và đừng áp đặt. Chị nói thật với em như thế này nè, em rất là may mắn ở chỗ là qua biết bao nhiêu lần như vậy mà Sang vẫn còn ở với em á. Chứ còn như chị hả, là một cái một à. Em làm gì em cũng phải lý do thì người ta mới thuyết phục được người ta. Với lại khi mà em ghen gì ai dám nhận hai đứa làm. Và có lần nào mà hai đứa cãi nhau mà phải bỏ nhau? Gay gắt lắm mà phải bỏ nhau. Một lần đỉnh điểm luôn. Đúng là ngày 30 Tết này. Năm vừa rồi để luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Là ông mới nói với em là ông không muốn hai đứa sống chung. Nhưng mà từ trước giờ ông là người chủ động lên nhà, muốn chủ động hai đứa sống chung. Ông muốn chủ động chăm sóc cho em. Nhưng mà ông lại nói là muốn về nhà phụ gia đình. Em buồn lắm. Tại vì mình đã có thói quen ở chung với ổng 2 năm rồi. Thì bây giờ bắt mình thay đổi lại ngay cái vị trí ban đầu thì không có thể nào thay đổi liền được. Nhưng mà em chịu đựng, ổng thương gia đình, ổng có thương mình. Thì lúc đó em mới cho ổng về. Nhưng mà ngay cái thời điểm lúc đó ổng lại quen một người khác. Cái tạp chí người yêu cũ của ổng là không có tên, không có gương mặt của người đó em từng biết. Tạp chí người yêu cũ, ôi một mình đề mới. Cái tình cảm mình nó nằm ở bên cái bờ vực nó rất là mỏng manh rồi. Cho nên em kiềm chế lại. Em muốn giữ lại từ từ cái tình cảm của hai đứa. Thì lúc đó em mới là kiếm cái Facebook của người đó. Thì em thấy được là ông này đi theo người đó. Thì em mới đi xuống tận Đồng Tháp để kiếm ổng. Sáng 30 Tết, từ lúc 3 sáng đến 2 giờ chiều chưa gặp được ổng. Mình như là như một con đàn bà mà kiểu đi tìm chồng mà mù quáng luôn á. Không phải đi đánh ghen, tại vì rất là sợ là khi mà ổng thương người đó quá rồi ổng sẽ bỏ mình luôn. Mà không dám làm tới 6 giờ ổng mới nói là như bạn của ổng là ổng đi qua làng Hoa Sa Đéc ở tận bên thành phố Sa Đéc. Em mới qua tới bển đi kiếm ổng. Đi kiếm ổng bằng một cái cách là cái nó mô hiểm màu xám em mua cho ổng. Em đi từng khu du lịch của làng Hoa Sa Đéc luôn. Em vô từng cái bãi xe để em kiếm cái chiếc xe của cái người đó với cái nón mô hiểm của chồng em. Kết quả cuối cùng là không thấy. Ổng không ở bên đó. Ổng đang ở bên thị xã Hồng Ngự. Mà từ thị xã Hồng Ngự qua làng Hoa Sa Đéc á là 60 mấy cây. Từ bên làng Hoa Sa Đéc em về thị xã Hồng Ngự là 8:30. Em rối bời luôn. Mình đi tìm ổng mà từ 2 giờ sáng mình tìm đến 6-7 giờ tối. Không ăn, không uống, chỉ là đổ xăng thôi. Không còn tia hy vọng nào hết. Em mới gửi tin nhắn cho ổng. Em nói là em chúc ổng hạnh phúc. Em chúc ổng tìm người mới tốt hơn em. Thì vô tình lúc đó ổng xem. Ổng mới nói với em là ổng ở bên Hồng Ngự. Ổng gửi tin dậy cho em qua bển. Đến lúc đó là 8 giờ mấy, gần 9 giờ đôi, giờ tối. Thì người đó mới chở ổng ra. Em thấy ổng từ xa. Em bỏ cả đồ đạc, xe em bỏ hết. Em chạy đến ôm ổng. Khi em đi em cầm hai cái nón bảo hiểm kỷ niệm của hai đứa để rước ổng về. Đi vài đường em cứ nhìn cái nón thì em mong là phải gặp được ổng để chở ổng về. Và cái lúc mà em gửi cái clip mà em khóc với ổng á, ở bên làng Hoa Sa Đéc là ngay cái hội chợ luôn chị. Rất là đông người, người ta xúm lại, người ta xem. Lúc đó em không cần biết xung quanh là có bao nhiêu người. Em chỉ quan tâm là em tìm được chồng em thôi. Và ổng đi theo em đi về. Rồi bạn kia thì như thế nào ấy? Bạn kia em không thấy mặt bạn đó luôn. Nhưng mà một câu đáng buồn nhất cho đến tận bây giờ luôn là em chưa chia sẻ với ổng. Là khi rước ổng được rồi, đến quán ăn, tại vì nguyên ngày em chưa ăn, em mới hỏi ổng là anh có thích người đó không? Ổng nói là hơi thích. Ổng nói là hơi thích. Em buồn rất là nhiều luôn, nhưng mà buồn nhưng mà em mừng là tại kiếm được ổng rồi. Em mới nắm chặt được ổng trong tay rồi. Những cái đó em có thể xóa đi từ từ. Kiệt, có gì chia sẻ sau câu chuyện vừa rồi? Vợ em cũng nói hết rồi. Thì đó em có làm cho vợ em buồn khóc. Tại vì lúc đó em đang nóng
em bỏ đi, em nói trong lòng em là em muốn quên Ly vợ em luôn. Nhưng mà cho đến khi là bạn của người bạn của em á nhắn tin cho em là nói vợ em xuống tìm em không tin, tại vì tính vợ em là từ nào thì không có đi xa. Rồi xong vợ em gửi định vị cho em trên Zalo á, em cũng không coi luôn, em cũng không tin luôn. Xong người bạn đó mới điện, nó mới nói là xuống tới thị trấn Sa Đéc rồi. Em mới nói là em không muốn gặp, kêu vợ tôi đi về đi. Cho đến chiều lúc 6 giờ thì vợ em gửi cái clip, lúc đó em không kìm được. Cho nên em gửi định vị cho bạn qua lúc đó. Và lúc đó cái bạn đó cũng khóc trước mặt em, cũng gian xin em là mày bỏ tao đây hả? Xong em mới nói là tao còn thương vợ tao lắm, nó đi xuống tới đây kiếm tao rồi, tao về với nó. Để anh chia sẻ chút xíu, anh không nói cái này để mà nói giảm cho cái lỗi của Kiệt dành cho Sang, nhưng mà anh hy vọng là cái chia sẻ này giúp cho em có thể quên được cái câu chuyện buồn đó, để mình tiếp tục tất cả mọi thứ thật là thoải mái hơn nha. Anh nói cái từ này nó hơi nhạy cảm, nhưng mà Kiệt dùng cái bạn kia như là một cái phương tiện để có thể quên được em. Nhưng mà cái lúc đó em đi tìm ổng á, là trong đầu em chưa suy nghĩ là em muốn làm rõ cái nguyên nhân tại sao ổng không còn yêu em nữa, tại sao ổng muốn bỏ đi, tại sao lại nói với em là về nhà, mà cái mấu chốt là lại đi với người đó. Rồi em có câu trả lời cho em chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa. Trả lời cho bạn. Thế em trả lời luôn đi nào. Em có nói với vợ em là em dám chắc một điều luôn, từ đây trở về sau là em chỉ thương một mình vợ em thôi. Vậy tại sao bỏ đi? Tại vì lúc đó hai đứa cãi nhau nhiều quá. Ổng là một cái con người sáng tạo nên cái câu là ổng không có lý do luôn. Tất cả mọi lý do của đều không chính đáng, chỉ là mình tự tìm hiểu ra lý do tại sao ổng làm như vậy thôi, rồi mình tự suy đoán ra là ổng làm như vậy là vì cái gì thôi, chứ ổng không hề cho mình giải thích. Em thấy mệt mỏi không sao? Có một cái câu nói, cái tư duy lớn nhất trong đầu em á là tại sao có nhiều người, người ta đến tận bây giờ 80-90 tuổi rồi, người ta đã nhịn nhục nhau để sống đến tận bây giờ, mà tại sao mình chỉ mới có 1-2 năm thôi, mình đã nản rồi. Nếu như mình bỏ cuộc vậy á thì đến bao giờ mình mới được một cái tình nghĩa trọn vẹn đến cuối đời được, một cái tình nghĩa trọn vẹn đến cuối đời được. Chị hỏi thiệt là em đang chịu đựng cái điều đó không? Em đang chịu đựng. Có thể Sang đang nhầm lẫn hai cái định nghĩa giữa chấp nhận và chịu đựng. Cho anh chia sẻ câu chuyện của anh một chút xíu, là anh đã từng sai, anh có người thứ ba, nhưng mà tại vì khi mà anh quen một cái người này, anh chịu đựng cái tính của họ rất nhiều, là họ cũng là người không hề có lý do, và anh phải là người luôn tự tạo ra lý do để biện minh cho hành động của họ, đúng không? Nhưng mà nó không được lâu, tại vì mình sẽ không bao giờ có cảm giác an toàn và chắc chắn về một điều gì đó khi ở bên cạnh một người như vậy. Thì anh chỉ mong là nếu như Kiệt yêu thương Sang thật sự á, thì mình chịu khó suy nghĩ vì đối phương như cái cách mà Sang đã vì em mà suy nghĩ ra để tự bào chữa cho những việc em làm. Thật sự là chị cũng nắm được sơ cái đường dây tình cảm của em. Thật sự là nó không phải là nó suôn sẻ giống như mọi người. Vậy trong suốt thời gian vừa qua làm hơn một năm đó mình yêu nhau, không lẽ chỉ có những chuyện buồn, phải có gì vui chứ? Em thì em không có suy nghĩ nhiều về tình yêu. Em cứ là thương ổng rồi cứ làm việc rồi về nhà rồi cứ vậy thôi. Còn ổng thì ngày lễ, ngày kỷ niệm hay là mỗi ngày gì đó, ổng có thời gian rảnh là ổng sẽ dành hết vào cho em. Tìm cách làm cho em vui tất cả mọi thứ vậy. Thấy chưa? Nói sao mà không xách nó bảo hiểm đi kiếm. Đó là những cái được và cái mất mà mình phải chấp nhận khi quen một người trẻ trâu á. Kiệt mới có 21 tuổi thôi. 21 tuổi. Hồi nãy giờ chị không có nói gì tới Kiệt bởi vì em còn rất trẻ. Chị chỉ cho em là em muốn làm gì em phải biết lý do. Nếu em không có lý do em không giữ được ai đâu. Rồi, ngay bây giờ tật xấu đối phương khi mình ở chung với nhau. Kể đi, bây giờ mình được kể cái gì mà thiệt vui nha. Tật xấu của ổng là em không biết tật xấu của ổng. Không có tật xấu hả? Ổng không có tật xấu. Thấy chưa? Dĩ... không có một cái có một cái thật xấu nó nhạy cảm lắm chị. Nói đi. Chuyện là một ngày làm việc 12 tiếng thì nó rất là mệt, chỉ được ngủ 4-5 tiếng thôi, thì sáng ngày hôm sau lại làm tiếp. Ổng đòi mệt thì đâu có thể nào mà tiếp sức không được đâu. Không cho là ổng quậy tung bừng lên hết, không ngủ tới sáng luôn. Cái đó thiệt ha. Chỉ một lần lấy xăng châm lửa không em? Không, em không cho luôn. Rồi quậy thì quậy phải không? Không, quậy riết mệt quay cho. Không, quậy riết mệt quay cho. Trời ơi, tao
mệt bà này quá. Từ đầu đến giờ không bao giờ quyết tâm được cái gì. Bà không có quyết đoán gì hết trơn á. Tôi nói rồi, bà đừng buôn bán nha. Bà buôn bán là bà bể nợ đó. Còn gì nữa không? Có tật xấu đó thôi hả? Tật xấu đó là điều ước mơ của những người khác đó bà. Xin mời em. À, còn tật xấu của vợ em là ngủ nướng với lại thử dơ. Thử dơ. Nghe nó sơ dữ vậy trời. Cứ đi vô công ty làm hay móc mũi á, trét em. Trời ơi, chơi gì kỳ vậy? Tại vì hai đứa là không có gặp nhau trong công việc được. Vậy tới giờ cơm là mới gặp rồi không thôi. Thì tới giờ cơm em mới xài cái đó. Tại tới giờ ăn đó, cơm tới giờ ăn rồi em còn xài cái đấy nữa em. Nhưng mà ngày nào nếu như mà em trét mà chạy là em không có chuyện tới chiều luôn. Tất cả mọi thứ xảy ra với Sang là nghiệp nha. Em cũng không biết sao nó cứ thường đóng hay móc thường xuyên vậy. Chỉ có đó là ở nhà có dơ không? Cũng vậy. Ở nhà trong công ty cũng vậy. Nhưng mà ở nhà có bề bộn được không á? Hồi đó ở chung với em thì em dọn. Nấu ăn ai nấu? Em nấu. Em nấu luôn, giỏi quá. Là cơm nước rồi trong gia đình là từ nhà cửa đến bếp núc là em lo hết. Đi tìm chứ không có mất đứa nấu cơm. Đúng rồi, tốn tiền mới có đó. Đúng rồi. Rồi ok, thôi bây giờ ha, mình mong muốn thay đổi ở đối phương điều gì? Cái vấn đề lớn nhất em muốn ổng thay đổi là ổng phải lắng nghe em nói hơn. Thì không cần thiết ổng phải lắng nghe em hết tất cả, nhưng mà ổng phải hiểu được những câu nói em ít nhất phải 70%. Khi em nói ổng hiểu được thì em mới vui và cái tình cảm nó mới tiến triển tốt được. Rồi, nhờ Kiệt, bây giờ em mong muốn thay đổi điều gì ở Sang? Em mong muốn là nhờ em đừng ở dơ. Nhờ em đừng ở dơ. Em chỉ mong muốn đơn giản thôi, giờ em đừng có ở dơ. Trời ơi, tôi muốn chết. Lại vợ em quan tâm em, thương em nhiều. Đúng rồi, ok. Em chỉ cần như vậy thôi. Chị có một cái điều chị rất là mong muốn ở hai bạn là chị không cổ xí cho cái việc đánh nhau và cãi nhau nữa. Bởi giống như là hai bạn nói đó, chính vì cái việc cãi nhau và đánh nhau của hai đứa để làm cho gia đình hai bên không có thích cái mối quan hệ của các bạn nữa. Cho nên là nếu mình đã biết như thế rồi thì mình không nên làm nữa nha. Mình mỗi người kiềm chế xuống một chút xíu là ok. Thôi bây giờ thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì chị cũng rất là cảm ơn hai đứa đã dành thời gian đến đây. Thôi bây giờ mình thể hiện tình cảm của mình đi sau rất là nhiều cái biến cố, một nụ hôn dành cho nhau.